chủ gửi em bán 23 công đất tại xã Tiên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. thì đất là tiếp giáp với lộ nhựa nha anh chị. thì ô tô xe tải là anh chị mình đậu ngay đất luôn. ở đây thì mình có điện nước dân cư, wifi là mình đầy đủ hết. mặt tiền đó của mình tiếp giáp với đường nhựa là mình lên tới là 90m nha anh chị. còn mình chạy sâu vô là 260m. đất mình thì sở hữu được hai mặt tiền. cuối đất là thêm sở hữu thêm mặt tiền sông Dòng có tay nha anh chị là được 90m nữa sổ hồng riêng cầm tay sẵn sàng luôn anh chị ơi thì giá chủ bán miếng đất đường nhựa này là chỉ có 105 triệu một công thôi anh chị nhà đầu tư có quan tâm liên hệ qua em 03 77 333 562